Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Các bạn thân mến, tranh chấp tại Biển Đông đang ngày càng trở nên phức tạp và chứa đựng nhiều tầng nứt. Từ tranh chấp lãnh thổ thì nay Biển Đông trở thành vấn đề về an ninh khu vực, tác động mạnh mẽ đến nhiều mối quan hệ liên quan. Mới đây có thông tin cho rằng, Trung Quốc thông qua bộ luật mới. Theo đó, hải cảnh nước này sẽ được quyền bắn hạ bất kỳ tàu nước ngoài nào xâm phạm vào vùng nước mà họ cho là thuộc chủ quyền của họ. Thực hư thông tin này như thế nào? Và nếu nó là đúng sự thật thì sẽ ảnh hưởng ra sao? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật hải cảnh mới hôm 22 tháng 1 năm 2021. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chính thức ký vào sắc lệnh cho phép lực lượng tàu hải cảnh, cảnh sát biển của nước này được quyền nổ súng cũng như là tấn công vào các tàu thuyền nước ngoài được cho là xâm phạm vùng biển của Trung Quốc. Luật mới này đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 cho tới nay. Dự luật hải cảnh đã được Trung Quốc công bố lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2020. Theo đó, luật quy định rõ ràng, cụ thể trong từng trường hợp, lực lượng chấp pháp Trung Quốc có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí khác nhau để chống lại những tàu nước ngoài không tuân thủ những quy định về vùng đặc quyền kinh tế, về lãnh hải và thềm lục địa. Vũ khí sử dụng được bao gồm vũ khí cầm tay, vũ khí phóng từ tàu hoặc từ trên không. Bên cạnh đó, họ còn có quyền được thẩm vấn các thuyền viên. Luật còn cho phép nhân viên chấp pháp của Trung Quốc được quyền phá bỏ các cấu trúc mà nước khác xây dựng trên các vùng Trung Quốc đòi chủ quyền, được phép lên tàu kiểm tra tàu nước ngoài trong vùng nước mà Bắc Kinh cho là thuộc sở hữu của mình. Luật này cũng cho phép hải cảnh được quyền tự tạo ra các vùng cấm di chuyển tạm thời khi cần thiết để ngăn chặn các tàu thuyền nước khác và công dân nước ngoài đi vào khu vực đó. Trùng hợp thay, dự thảo này đã được công bố trong bối cảnh các tàu hải cảnh của Trung Quốc gia tăng sự hiện diện ở Biển Đông. Bên cạnh đó còn có những hành động phi pháp, quấy rối tàu thuyền của một số nước trong khu vực liên quan, trong đó có tàu của ngư dân Việt Nam ta theo bao. Trung Quốc còn có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản ở biển Hoa Đông và với nhiều nước Đông Nam Á khác, chứ không chỉ có Việt Nam. Bắc Kinh đã nhiều lần điều cảnh sát biển truy đuổi tàu thuyền đánh bắt của nước ngoài tại những vùng biển này. Sự vụ này đôi khi dẫn đến nhiều vụ chìm tàu và vấp phải những sự lên án mạnh mẽ. Thế nhưng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 22 tháng 8 vừa rồi vẫn mạnh mẽ khẳng định với báo giới rằng luật mới nước họ đưa ra là hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế. Về việc luật hải cảnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua ngày 22 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nêu rõ, trong việc ban hành và triển khai văn bản pháp luật quốc gia liên quan đến biển, các quốc gia có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế, các điều ước quốc tế mà mình là thành viên, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Bà cũng nhấn mạnh lần nữa, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tái phán đối với các vùng biển phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và sẽ kiên quyết, kiên trì các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ các quyền hợp pháp chính đáng đó. Theo bà Thu Hằng, Việt Nam yêu cầu các nước có liên quan phải tôn trọng chủ quyền và quyền tái phán của Việt Nam ở Biển Đông. Bên cạnh đó, cần có trách nhiệm thực thi một cách thiện chí luật pháp của quốc tế UNCLOS năm 1982, không có những hành động làm gia tăng thêm căng thẳng, tích cực với những đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định, đồng thời thúc đẩy trật tự quốc tế trên biển, an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông. Trước bộ luật mới này, rất nhiều ý kiến được đưa ra và tỏ rõ thái độ không đồng tình với Trung Quốc. Nhiều nhà quan sát đã đưa ra cảnh báo rằng, động thái mới này của Trung Quốc rất có thể sẽ làm phức tạp thêm tình hình tại những vùng biển đang có tranh chấp như Biển Đông, một động thái góp phần mạnh mẽ, tích cực và nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế tạo sức ép pháp lý để ngăn cản các hành vi ngang ngược của Bắc Kinh. Phải kể đến đó là vào ngày 19-12, phái đoàn thường trực của Nhật Bản đã gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở vùng Biển Đông. Công hàm này nêu rõ, với tư cách là một quốc gia tham gia vào Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS, Nhật Bản hoàn toàn không đồng tình với quan điểm của Trung Quốc rằng việc Bắc Kinh vẽ ra đường cơ sở lãnh hải trên các đảo và bãi đá ngầm tại Biển Đông là phù hợp với luật biển và luật pháp quốc tế. Theo công hàm này, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS đã nêu ra một cách cụ thể và đầy đủ các điều kiện để có thể áp dụng được các đường cơ sở. Thế nhưng, Trung Quốc lại không thể dẫn ra được các điều khoản liên quan để khẳng định được tính hợp pháp của các đường trên. Không có một cơ sở nào để một quốc gia là thành viên biện hộ cho việc áp dụng những đường cơ sở mà thỏa mãn điều kiện mà UNCLOS nêu ra. Philippines ngay sau đó cũng đưa ra quan điểm của mình. Theo đài CNN, Ngoại trưởng Philippines đã gửi lời phản đối đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc ban hành luật hải cảnh, luật cảnh sát biển cho phép hải cảnh Trung Quốc bắn vào tàu nước ngoài. Ông giải thích,
ban hành luật là một đặc quyền chủ quyền. Tuy nhiên, căn cứ theo khu vực liên quan đến vấn đề này, hành động của Trung Quốc được cho là mối đe dọa chiến tranh bằng lời với những nước không đồng tình phản đối luật. Ông nhấn mạnh nếu không phản đối, tức là sẽ phải phục tùng. Còn theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore thì cho rằng, việc trao quyền cho lực lượng cảnh sát biển được sử dụng vũ lực nhiều hơn sẽ đồng nghĩa với việc bạo lực cao hơn. Điều này chắc chắn sẽ tiềm ẩn việc gia tăng những căng thẳng trên Biển Đông. Ở mức độ cao hơn còn có thể dẫn tới những xung đột vũ trang không mong muốn. Hiện tại, luật này thông qua trước mắt sẽ giúp Trung Quốc răn đe các nước liên quan tới việc tranh chấp và tạo cơ sở pháp lý cho các hành vi ngang ngược của mình trên biển, kèm theo đó là cả hành vi sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, để có thể đánh giá được chính xác mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, chúng ta cần theo dõi thêm xem Trung Quốc sẽ thực thi ở mức độ như thế nào, ví dụ như họ có sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề trong các vùng biển bên ngoài 12 hải lý, xung quanh các thực thể mà họ đã và đang chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa hoặc Trường Sa hay không, theo quy định luật pháp quốc tế. Đặc biệt là phán quyết của Tòa trọng tài vào năm 2016, Trung Quốc không có một cơ sở pháp lý nào để hợp thức hóa về chủ quyền của các vùng biển này. Nếu Trung Quốc dám sử dụng vũ lực để chống lại tàu thuyền các nước qua lại trong các vùng biển này, thì chắc chắn đó sẽ là những hành vi vi phạm vào luật pháp quốc tế, ngăn cản tự do hàng hải, đồng thời tạo ra sự đe dọa vô cùng nghiêm trọng đối với hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Và ngược lại, nếu họ chỉ áp dụng luật này vào các vùng biển thuộc đúng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của họ theo những quy định luật pháp quốc tế đã đưa ra thì tác động của luật hải cảnh mới này sẽ ít đáng ngại hơn với tiến sĩ Ray Barton Bacang, hiện là giám đốc viện các vấn đề hàng hải và luật biển thuộc Đại học Philippines. Thì hành động này của Trung Quốc càng đánh mất thêm lòng tin từ ASEAN. Thông qua luật hải cảnh hay luật cảnh sát biển chính là sự tiếp nối các kế hoạch đã được vạch ra sẵn của Trung Quốc, dần dần cưỡng ép và đạt được mục đích đối với Biển Đông, bất kể họ đang thiếu hoàn toàn về cơ sở pháp lý trong những tuyên bố về chủ quyền của mình, cũng như họ bất chấp tất cả các quyền lợi hợp pháp được cho là của các nước liên quan. Hải cảnh Trung Quốc là một tổ chức quân sự, hiện đang hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Việc được nổ súng bắn tàu của các nước đang trong vùng biển nước mình có thể xem như là đang sử dụng vũ lực, tức là một hành vi chiến tranh. Hành động của Trung Quốc đang khiến các nước Đông Nam Á phải suy nghĩ kỹ lại về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông Cốc. Vì theo như tình hình hiện tại, đây rõ ràng là cách phá hủy những nỗ lực của một số nước ASEAN trong việc xây dựng lên các quy tắc về ứng xử chung trong các vùng tranh chấp ở Biển Đông. Tự chung lại, Trung Quốc đang tự đánh mất đi niềm tin của khu vực Đông Nam Á đã trao cho họ. Có người thì lại cho rằng, đây chính là một chút phép thử đối với ông Joe Biden. Trước đây cũng đúng vào thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên thệ nhậm chức, Trung Quốc đã vây tàu khảo sát của Hải quân Mỹ, khiêu khích họ. Đó như là một phép thử về khả năng ngoại giao của chính quyền mới. Còn lần này, Trung Quốc lại vào thời điểm mà chính quyền mới của Mỹ bắt đầu nhiệm kỳ. Tôi cho rằng, Trung Quốc có lẽ đang thử ông Joe Biden. Đó là những chia sẻ của tiến sĩ Santa Jonagor, nghiên cứu viên khách mời Viện Houston tại Mỹ. Theo ông, các tuyên bố của Trung Quốc chưa bao giờ có đầy đủ cơ sở pháp lý. Năm 2016, phán quyết của trọng tài quốc tế đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Thế nhưng, dù như vậy, nhưng Bắc Kinh vẫn bỏ ngoài tai bác bỏ này và tiếp tục mở rộng lấn chiếm đối với nhiều khu vực thuộc vùng biển này, chẳng hạn như Biển Hoa Đông. Vào những năm 1970, Trung Quốc không hề tuyên bố chủ quyền ở vùng nước Senkaku. Thế nhưng, khi nhận thấy tình trạng tài nguyên dồi dào tới vùng nước này, thì họ đã thay đổi quyết định. Gần đây, tàu cảnh sát biển Trung Quốc liên tục xâm nhập Senkaku và đeo bám những tàu cá Nhật Bản, khiến đất nước này tỏ ra hết sức quan ngại. Về động thái này của Trung Quốc, một lần nữa cho thấy đất nước này không hề tôn trọng luật pháp quốc tế. Mọi hành động của họ chỉ với một mục đích duy nhất là củng cố tham vọng chiếm trọn Biển Đông. Các bạn nghĩ sao về hành động này của Trung Quốc? Đông. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Một vụ lở đá xảy ra tại huyện Hình Sơn, thành phố Nghi Sơn, tỉnh Hồ Bắc lao vào một chiếc xe tải nhỏ và giết chết cả 7 người trên xe. Theo báo cáo chính thức của huyện Hình Sơn, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4 tháng 9, một tảng đá bất ngờ đổ sập xuống núi trên đường quê Bình Oa ở thị trấn Chân Tử, huyện Hình Sơn, lao xuống một chiếc xe tải nhỏ 7 chỗ đang chạy ngang qua, khiến phương tiện thiệt hại nghiêm trọng và tất cả 7 người trên tàu đều thiệt mạng. Upstream News đưa tin, ngày 5 tháng 9, 7 người thiệt mạng đều là công nhân xây dựng, xe có 7 chỗ, 7 công nhân thi công đều là nam. Đá vừa rơi xuống xe, một người am hiểu về vụ việc cho biết. Theo báo cáo, đường cao tốc Bình Oa đề cập đến con đường nông thôn từ làng Bình Thủy ở huyện Hình Sơn đến khu vực khai thác Oa U. Có một số mỏ phốt phát thuộc sở hữu hoàn toàn của các doanh nghiệp nhà nước trong khu vực khai thác Oa U.
Gần đây, một công ty xây dựng ở huyện Bình Sơn đang xây nhà cho doanh nghiệp khai thác mỏ. Trước khi xảy ra vụ việc, 7 công nhân xây dựng đã thiệt mạng trên xe tải trở về ký túc xá sau bữa tối. Cư dân mạng Đại Lục cho biết, trời ơi, nghiêm trọng quá, thật khốn khổ, liên quan nhiều đến mưa liên miên. Tôi mới từ Nghi Sương về ngày 4 tháng 9 và điều đó thật đáng sợ. Đó thực sự là một thảm họa từ trên trời rơi xuống. Trước đó, một trận lũ quét và lở đất đã xảy ra tại hạ tầng Jiwaji ở làng Hắc Tử Bình, đường Luân Chân, quận Trường An, Tây An. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, thiên tai đã khiến tổng cộng 27 người chết và mất liên lạc, trong đó 21 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Hai ngôi nhà khoảng 300m² bị hư hại, 3 điểm trên quốc lộ 210 bị hư hỏng nhẹ 21 vị trí. Ông Yan, một người dân địa phương, nói với Seongsang Morning News rằng Jiwoji là vườn sau của Tây An. Mỗi cuối tuần, người dân Tây An sẽ đến đây để vui chơi và giải trí. Vì vậy, hầu hết các hộ gia đình ở đây đều có trang trại và nhà trọ. Hôm thứ Sáu, có 5 hoặc 6 vị khách sống trong nhà của ông Yan và tất cả họ đã cùng nhau di chuyển an toàn vào đêm hôm đó. Ông cho biết, khoảng 14 giờ ngày thứ Sáu, trên núi bắt đầu có mưa, đến khoảng 16 giờ thì mưa rất to, nước sông cũng lên ít bất thường, có một trận lụt, nước có màu vàng, dữ dội và đầy bùn, bên trong có cây cối và đá. Ông Giang biết rằng hai ngôi nhà bị cuốn trôi cũng là nhà của trang trại, ngọn núi nơi lũ quét bất ngờ nằm phía sau hai ngôi nhà đã trực tiếp cuốn trôi những ngôi nhà, ít nhất vài tấn đá trực tiếp đổ xuống. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Trung Quốc xả lũ khắp nơi, khiến nhiều nơi ở Bắc Kinh, Hà Bắc, Hắc Long Giang bị ngập lụt, thiệt hại nặng nề về người và của. Một đoạn video được đăng trên Internet cho thấy ngôi nhà của một cặp vợ chồng già bị cuốn trôi và cả hai đã rơi xuống giếng sau khi được giải cứu. Trong đoạn video do người dân đăng tải vào ngày 3 tháng 9, một số người đàn ông đang bước ra khỏi một khu trang trại bằng cách dẫm lên bùn ngập đến mắt cá chân. Một người mặc áo tím nam tử vừa đi vừa giới thiệu nói, nếu như thật sự không có tự tin, chúng ta đi cái thôn bên kia đi. Hai vị lão nhân được cứu đều ngã quỵ. Sau khi rơi xuống, cả hai người đều chết. Một người đàn ông mặc đồ đen trả lời, có lẽ họ thực sự dành dụm cả đời để làm nên một ngôi nhà và bị phá hủy hoàn toàn như vậy. Trong khu nhà trong video, móng của ngôi nhà chính cao hơn mặt đất hơn 1m và thiệt hại được cho là không quá lớn. Trong video, dường như là các cán bộ cấp trên đang đến thăm khu vực thảm họa, tuy nhiên vị trí của vụ việc không thể được xác định chắc chắn. Một số người đàn ông bị nghi ngờ có giọng quanh Bắc Kinh. Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ khắp nơi để bảo vệ những cái gọi là thành phố trọng điểm. Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh, Bảo Định và Lang Phường ở Hà Bắc cùng nhiều nơi ở Hắc Long Giang chịu thiệt hại nặng nề. Hiện lũ lụt ở Hà Bắc đang rút dần, nhưng mưa xối xả ở Hắc Long Giang vẫn đang tiếp diễn, lũ vẫn tiếp tục tràn về. Một số lượng lớn các video trên Internet cho thấy những ngôi nhà ở nhiều ngôi làng đã bị cuốn trôi. Và một số ngôi nhà vẫn còn ở đó, nhưng sau khi bị ngâm trong nước nhiều ngày, tất cả đồ đạc của họ đã bị phá hủy. Nhiều nạn nhân đã đăng video khóc lóc, tôi không thể sống được nữa. Một số cư dân mạng than thở, lũ đã rút và nỗi đau khổ thực sự mới bắt đầu. Ở Hà Bắc và những nơi khác, các nạn nhân của việc chính quyền xả lũ đã đến cơ quan chính phủ để phản đối, nhưng tất cả đều bị đàn áp dữ dội. Ngày 4 tháng 9, áp lực xả lũ ở Thiên Tân rất lớn. Người dân vùng Đông Bắc Trung Quốc và Hà Bắc gặp khó khăn trong việc xây dựng lại nhà cửa. Mở đầu bản tin, chúng ta hãy chú ý đến tình hình lũ lụt mới nhất ở miền Bắc Trung Quốc. Sau thông báo của Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày thứ Bảy rằng một trận lũ lụt thảm khốc đã xảy ra ở lưu vực sông Hải Hà ở Thiên Tân. Quan chức này cho biết mực nước ở đầu nguồn sông Đại Khánh làm 5,72m trên lưu vực sông Hải Hà vào chiều ngày Chủ nhật, giảm nhẹ so với 6m trước đó so với lưu lượng xả lũ của các con sông khác ở Thiên Tân. Tuy nhiên, các công dân Thiên Tân đã chụp ảnh vào ngày 4 tháng 9 rằng sông Yiya đang xả nước đến khu vực ngăn lũ Đông Điếm. Trong con hẻm lớn ở hạ lưu, nơi hợp lưu của sông Nan Yun và sông Sinkai, máy bơm nước hoạt động không ngừng nghỉ. Sông Hải Hà chảy qua trung tâm thành phố Thiên Tân cũng có dòng chảy lớn khi một người dân Thiên Tân bắt xe buýt đi qua sông Đô Lưu Kiếm vào chiều ngày Chủ nhật. Anh ta thấy những khu rừng hai bên bờ sông vẫn còn ngâm trong nước, chỉ còn thấy tàn cây. Ngày 4 tháng 9, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Hà Bắc, nước lũ đã rút bớt, nhiều nơi còn bị phù sa bao phủ. Đồ đạc, vật dụng bị lũ cuốn trôi, hoa màu gia súc bị chết, không khí nồng nặc mùi khó chịu của những xác chết thối rữa. Nạn nhân ở Vũ Xương, Hắc Long Giang cho biết, hôm qua tôi đã nói rằng tôi sẽ không khóc. Tôi sợ người khác cười nhạo mình, không đủ mạnh mẽ và dũng cảm. Nhưng tôi thực sự không vĩ đại và dũng cảm như vậy khi tôi nhìn thấy ngôi nhà của mình hoặc đất của tôi đi theo như một vụ tai nạn.
gia đình chúng tôi trồng lúa. Nhưng gia đình chúng tôi thậm chí không có lấy một hạt gạo. Giáo viên trường trung tâm Kim Mã Cát Lâm Thư Lan cho hay, khi mực nước lũ cao nhất, nó sâu 2 mét, Lưu Dương, chỉ huy đội cứu hộ bão Liêu Ninh nói, sau khi dọn sạch phù sa, toàn bộ mùi hôi thối kinh khủng đến mức mọi người không thể xử lý được. Một chủ doanh nghiệp ở Trắc Châu, Hà Bắc cũng cho biết thiệt hại khá lớn, phải vài triệu, nhà kho cũng ướt sũng. Một chủ doanh nghiệp ở Trắc Châu, Hà Bắc cũng cho hay, bây giờ chúng tôi đang phải đối mặt với việc khó trả các khoản vay mua ô tô, thế chấp nữa. Một nạn nhân thiên tai ở Hà Bắc cho biết xả lũ là gì? Xả lũ là dùng hàng chục nghìn mẫu đất màu mỡ và hàng trăm nghìn người mất nhà cửa, tài sản để đổi lấy sự an toàn của một thành phố. Kể từ cuối tháng trước, cơn bão số 5 đã mang theo lượng mưa lớn đến Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc để bảo vệ Bắc Kinh và Hùng An. Đảng Cộng sản Trung Quốc thường xuyên đảo đều vào đêm khuya ở nhiều nơi ở Hà Bắc, xả lũ mà không báo trước gây thương vong cho người dân. Tại tỉnh Hà Bắc, nơi có số người chết cao, các quan chức cho biết chỉ có 29 người chết. Nhất Đăng, một cư dân mạng, một người dân ở đường Gia Trang, huyện Lai Thủy, Hà Bắc nói, có tổng cộng 14 người mất tích và chết, một số thi thể được tìm thấy. Nhưng vài ngày trước, người dân từ Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc đã báo cáo với The Epoch Times rằng nhiều người đã bị chết đuối ở thị trấn Siting. Và tất cả họ đều được nêu tên nhưng không có trong số liệu thống kê của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều ngôi làng đã bị phá hủy ngay lập tức và tình hình vô cùng bi thảm. Trong vài ngày qua, một số lượng lớn nạn nhân thiên tai ở Hà Bắc đã phàn nàn rằng chính quyền đã hứa bồi thường nhưng họ không đến tận nhà để xác minh những thiệt hại và họ đã không cho phép các nạn nhân dọn dẹp. Nhiều người vẫn chưa thể về nhà của mình. Thiên tai thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc đại lục, Giang Tô bị lốc xoáy tấn công khiến ít nhất 17 người thương vong. Kiểm tra flash tin tức Trung Quốc ngày 5 tháng 9, lốc xoáy tấn công Giang Tô, 17 người thương vong, người dân gào thét kinh hoàng vào khoảng 4 giờ chiều ngày 3 tháng 9. Một thị trấn ở phía nam huyện Đại Phong, Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã bị lốc xoáy tấn công, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Lốc xoáy đi đến đâu, cát đá bay đến đó nhưng cư dân mạng gọi là kinh hoàng. Các quan chức cho biết có 2 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong trận lốc xoáy nhưng chưa rõ con số thương vong thực sự. Dị thường trước trận động đất 4,4 ở Sở Hùng, Vân Nam cùng ngày, lúc 8 giờ 55 phút tối ngày 3 tháng 9, một trận động đất mạnh 4,4 độ Richter đã xảy ra ở Sở Hùng, Vân Nam với độ sâu tiêu cự 10 km, thương vong chưa rõ. Trận động đất dường như có điểm báo trước. Bắt đầu từ ngày Chủ nhật tuần trước, một lượng lớn đàn cá nhảy khỏi lên mặt nước ở Hồ Điền Chi, Vân Nam. Vào thời điểm đó, một số người đã suy đoán liệu có liên quan đến các thảm họa như động đất hay không, nhưng các chuyên gia đã phủ nhận điều đó. Cư dân mạng chế giễu, cá biết câu trả lời tốt hơn các chuyên gia. Thưa quý vị, hoàn lưu bão số 5 đổ bộ vào Đông Bắc Trung Quốc gây ngập lụt nhiều nơi ở Hắc Long Giang. Vào ngày thứ 6 tuần trước, Mậu Đơn Giang và những nơi khác bị hư hại nghiêm trọng. Một số ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Hãy xem flash tin tức Trung Quốc ngày 5 tháng 9, những ngôi nhà ở Hắc Long Giang bị lũ cuốn trôi. Hôm thứ Sáu, lũ lụt bùng phát ở thành phố Ninh An, Mậu Đơn Giang, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, liên lạc địa phương bị gián đoạn. Người dân địa phương cho biết, nhà cuốn trôi, nhà chìm trong nước hết rồi. Hãy nhìn cái cây đó đổ từng cái một. Cùng ngày, con sông ở thành phố Thượng Hải, Cát Nhị Tân, tỉnh Hắc Long Giang dâng cao, thành phố bị ngập lụt, nguồn cung cấp nước và điện cục bộ bị cắt. Người dân địa phương cho hay, con sông Kiến này, nhìn kia, nó ngập rồi, hết rồi, chiếc xe màu đen đã biến mất bởi nước. Người dân địa phương bình luận, đại lộ trung tâm, nước có sâu không? Ít nhất 5 ngôi làng ở quận Trường Bình của thủ đô Bắc Kinh tái xả lũ bị cắt nước và mạng. Sau đợt xả lũ sông Vĩnh Định ở Bắc Kinh vào cuối tháng trước, Diên Khánh và Trường Bình ở Bắc Kinh cũng lần lượt xả lũ. Trước khi xả lũ ở quận Trường Bình, hồ chứa Bạch Hà Bảo ở quận Diên Khánh, Bắc Kinh đã xả lũ vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Năm. Vào ngày thứ Sáu, một số chuyên gia tàu ga Tây Bắc Kinh và ga Phong Đài Bắc Kinh đã bị đình chỉ. Thị trấn Đông Dương Trang, thành phố Ba Châu, Lang Phường, tỉnh Hà Bắc bị lũ lụt tàn phá nặng nề. Vài ngày trước, một người phụ nữ đã gửi một video khóc lóc phàn nàn rằng một nửa nỗ lực của cuộc đời cô ấy đã bị nhấn chìm để bảo vệ thành phố. Vì vậy, ai nên xây dựng lại nhà của họ? Người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai nói, tôi nhìn thấy nhà máy và nhà của mình bị lũ nhấn chìm, đau lòng chết đi được. Các vị lãnh đạo xin hãy chú ý đến nông thôn của chúng ta, nửa đời người của chúng ta lao động vất vả vì bảo vệ thành phố đã tràn ngập nông thôn của chúng ta. Khi lũ lụt đang hoành hành ở Trung Quốc, các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị phơi bày là vắng mặt trong hoạt động cứu trợ thiên tai, đồng thời chống lũ lụt và làm sai sự thật. Một đoạn video quay cảnh một nhóm người bị nghi là đóng giả lũ nhân tạo, có đạo diễn, diễn viên phụ và nhân viên đặc biệt để quay, giống như đóng phim vậy. CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố hình ảnh giải cứu trên nóc trực thăng, nhưng cư dân mạng trong khu vực bình luận đã phát hiện ra đó là giả.
Đoạn video tình cờ quay được cảnh hai người đứng dưới nước ở tầng dưới, nước còn không ngập bánh xe nên không cần trực thăng cứu hộ. Tại quận Thương Sơn, thành phố Phúc Châu, các quan chức từ thị trấn Thành Môn đã nổ nước lên và xuống đường, nơi bị cáo buộc là một màn trình diễn. Đồng thời, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu chặn tin tức về lũ lụt và một số đội cứu hộ tình nguyện đã phát sóng trực tiếp các khu vực bị thiên tai và tài khoản của họ đã bị chặn. Ở một số vùng bị thiên tai, toàn bộ ngôi làng bị ngập lụt, chỉ còn lại một cổng vòm và không biết liệu dân làng có thoát ra được không. Cư dân mạng đặt câu hỏi rằng số người chết lần này sẽ trở thành một bí ẩn lịch sử vĩnh cửu giống như trận lụt Trịnh Châu. Sau khi Trắc Châu, Hà Bắc bị ngập lụt, người dân địa phương không nhận được cứu trợ chính thức hiệu quả. Hôm thứ Sáu, các trận Trắc Châu và Lai Thủy ở Bảo Định đã đưa ra thông báo kêu gọi mọi người quyên góp. Điều này đã bị cư dân mạng đại lục chỉ trích. Ngay cả người dân ở Trắc Châu cũng khuyên mọi người không nên quyên góp vì số tiền quyên góp có thể không đến được tay người dân. Hội chữ thập đỏ khét tiếng kêu gọi quyên góp giúp đỡ Bắc Kinh đã bị một lượng lớn tin nhắn chế giễu. Năm nay, miền Bắc Trung Quốc thường xuyên xảy ra lũ lụt và động đất. Khu vực này cũng xuất hiện nhiều hiện tượng bất thường. Hiện tại đang là những ngày dành cho chó, nhưng cư dân mạng ở Hà Bắc đã chụp được ảnh những con ngỗng trời đang di chuyển về phía Nam và tuyết rơi ở huyện Tương Hà. Vào ngày thứ Hai vừa qua, cư dân mạng ở thành phố An Quốc, một thành phố trực thuộc Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã tải lên một đoạn video cho thấy những con ngỗng hoang dã bay trên bầu trời trong hình dạng con người. Không có nơi sinh sống của ngỗng trong khu vực, nên nhiều khả năng đàn ngỗng di cư về phía Nam đang đi ngang qua. Ngoài ra, vào tối ngày thứ Hai, tại thị trấn An Bình, huyện Tương Hà, Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, một số cư dân mạng cũng chụp được ảnh tuyết rơi dày. Ai đó đã đăng đoạn video lên mạng với giai điệu có vẻ là điều này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Một cư dân mạng đại lục nói tháng 7 âm lịch lại có tuyết rơi, thật là bất bình. Một số cư dân mạng phản ứng, đây không phải là sự bất công của một hay hai người. Gần đây, để bảo vệ Bắc Kinh và Hồng An, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá đê xả lũ ở Bảo Định và Lang Phường, Hà Bắc khiến yêu ma lan tràn khắp nơi. Một số lượng lớn video lan truyền trên Internet cho thấy sau trận lụt, nhiều thi thể được tìm thấy bên vệ đường và trên cánh đồng. Hôm thứ Ba, Gao Ju, một người làm truyền thông độc lập ở Bắc Kinh, đã đăng lại ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của một người bị nghi ngờ có mặt trong hệ thống. Nó đề cập rằng một thanh niên ở thành phố Trắc Châu, Bảo Định đã hét lên rằng các ngôi nhà trong làng bị ngập đến mức không thể nhìn thấy mái nhà và anh ta đã một mình trốn thoát trong cả làng. Các ảnh chụp màn hình cũng bao gồm việc chính quyền sử dụng máy xúc để bí mật đào bờ kè và nhiều người dân không có thời gian để trốn thoát. Vị quan chức này sau đó đã ra lệnh cho quân đội tiếp quản khu vực thảm họa. Mục đích thực sự là để ngăn chặn bi kịch của khu vực thảm họa rò rỉ ra ngoài. Trước đó, người dân Trắc Châu đã thông báo qua Twitter rằng chính quyền đã bí mật phá bờ kè vào lúc nửa đêm trong 3 ngày liên tiếp. Bắt đầu từ ngày Chủ nhật tuần trước, bất kể người dân sống hay chết, khi đội cứu hộ từ nơi khác đến thì không ai tiếp họ. Một phóng viên của Trắc Châu TV đã tiết lộ với các bạn học của mình rằng khi anh ấy tham gia cứu hộ, khi tôi mở cửa, có những xác chết nổi trên mặt nước. Hôm thứ Sáu, một nhân viên cứu hộ đã đến Trắc Châu đã đăng trên Weibo mô tả những gì anh ta nhìn thấy và nghe thấy ở Trắc Châu. Trong đó có đề cập đến việc lũ ở một số làng ngập đến nóc nhà. Có những làng nước ngập sâu, dân không thoát được, lực lượng cứu nạn khó vào được. Đảng Cộng sản Trung Quốc xả lũ thông báo trước khiến nhiều nơi ngập lụt. Bây giờ sau lũ, một số người dân vẫn không có nhà ở. Việc chính quyền Hà Bắc tiết lộ một tài liệu đã gây ra sự phản đối kịch liệt của công chúng. Gần đây, thành phố Trắc Châu, huyện Lai Thủy, thành phố Cao Bắc Điếm, thành phố Định Châu và những nơi khác thuộc quyền quản lý của thành phố Bảo Định đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó thành phố Trắc Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thương vong rất lớn. Một tài liệu bồi thường sau thảm họa ở thành phố Bảo Định đã bị lộ, gây ra sự phản đối kịch liệt của công chúng. Theo thông báo, các nạn nhân sẽ chỉ được bồi thường 30 nhân dân tệ mỗi ngày trong thời gian tối đa là 15 ngày. Người nhà của các nạn nhân chỉ được nhận 20.000 nhân dân tệ tiền trợ cấp trong khi nhà bị sập. Mức bồi thường tối đa cho mỗi hộ gia đình là 40.000 nhân dân tệ. Ruộng đã thu hoạch xong, trợ cấp 9 tệ một mẫu. Tin tức bị phanh phui khiến cư dân mạng xôn xao. Một số cư dân mạng than thở rằng, trong mắt Đảng Cộng sản Trung Quốc, tính mạng con người thực sự vô giá trị. Làm sao họ có thể sống với số tiền ít ỏi này? Một số người còn cho rằng thương vong do lũ lụt gây ra quá lớn đến nỗi chính quyền địa phương không thể gánh nổi chi trả. Trắc Châu, lũ hơn nửa tháng vẫn không có nước, không có điện. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ mà không báo trước, gây ra thảm họa ở nhiều nơi ở Hà Bắc và thiệt hại nặng nề. Một cư dân mạng ở Trắc Châu tiết lộ lũ lụt đã trôi qua nửa tháng mà nhà anh vẫn hoang tàn. Không biết khi nào cuộc sống mới trở lại bình thường. Người dân Trắc Châu cho hay,
Ngày 5 tháng 9 là ngày thứ 15 rồi mà vẫn chưa có nước, chao ôi, không có nước, không có điện, bao giờ mới có điện. Nạn nhân do thiên tai ở Bà Châu, Hà Bắc, vô gia cư cũng đang chờ giải cứu. Hôm Chủ nhật tại khu vực thiên tai Tiểu Gia Bảo, thị trấn Dương Phượng, Bà Châu, tỉnh Hà Bắc, một số người tị nạn đã khóc lóc với các quan chức địa phương rằng vẫn còn vài mét nước ngập trong làng, nhà cửa của họ không thể ở được và họ đã trở thành vô gia cư. Quần áo, chăn màn và những nhu yếu phẩm hàng ngày khác không được mang ra, vì vậy họ đã nhờ chính quyền giúp đỡ. Lũ lụt ở một số khu vực bị thiên tai ở Đông Bắc Trung Quốc vẫn chưa rút. Nạn nhân trông cậy vào sự tự giúp đỡ của chính quyền. Tại các tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm, vựa lúa của vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhiều ngôi làng ven sông đã bị chính quyền xả lũ phá hủy. Hiện tại, các con đường và thông tin liên lạc trong khu vực thiên tai bị gián đoạn và các nạn nhân chỉ có thể tự cứu mình. Cô Ren, một người dân ở Mậu Đơn Giang cho biết, nước vẫn đang bị rút dần, ở đây không có ai đến ứng cứu. Và vùng nông thôn này vẫn đang phải tự mình chống đỡ. Bờ sông đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tôi không thể quay lại. Đường xá đã bị cuốn trôi, nhiều ngôi nhà cũng bị cuốn trôi, mọi gia đình đều bị phá hủy do lũ. Hôm 3 tháng 9, một số lượng lớn nạn nhân vẫn là người vô gia cư ở các khu vực bị thiên tai ở Đông Bắc và Bắc Trung Quốc. Chính quyền Hà Bắc đã phân phát thuốc trừ sâu làm đồ cứu trợ thiên tai, điều này đã gây ra sự chỉ trích. Cuối ngày hôm đó, Hắc Long Giang lại có mưa lớn. Đối mặt với mùa màng bị lũ nhấn chìm hoàn toàn, các nạn nhân ở Hà Bắc không hiểu tại sao chính quyền lại phân phát thuốc trừ sâu trong hàng cứu trợ. Chính quyền Bảo Định của Trác Châu và Lai Thủy, nơi bị lũ lụt nặng nề nhất, đã ban hành chính sách cứu hộ và bồi thường vào ngày thứ 6 tuần trước. Mỗi người thân của nạn nhân lũ lụt có thể nhận được khoản trợ cấp 20.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, số người chết chính thức ở Hà Bắc chỉ là 29, thấp hơn nhiều so với con số 100.000 người chết mà công chúng ước tính, đồng nghĩa với việc gần như tất cả người thân của các nạn nhân không nhận được một xu trợ cấp nào của chính phủ. Với sự coi thường tính mạng con người như vậy, cư dân mạng không khỏi thở dài, 20.000 chắc mua được một con lừa. Tôi có thể cảm ơn Chúa, ngoài ra chính sách bồi thường của chính quyền còn có, mức bồi thường tối đa cho mỗi hộ gia đình có nhà bị sập là 40.000 nhân dân tệ và mức bồi thường cho những hộ không bị sập là 5.000 nhân dân tệ. Nhưng số tiền bồi thường của chính quyền chỉ là 1.000 nhân dân tệ, cho mỗi mẫu đất là 9 nhân dân tệ. Đối với nhiều nạn nhân, ưu tiên trước mắt vẫn là dọn dẹp nhà cửa của họ. Ở Lai Thủy, phù sa trong nhà của một số dân làng dày tới nửa mét, nhưng điều này không nghiêm trọng. Cô Hàn, một công nhân nạo vét ở Lai Thủy, Hà Bắc cho biết, so với khu vực nghiêm trọng đằng kia, cái này có vẻ không dày. Nó được làm sạch trong sân và sau đó một chiếc xe nâng được đặt ở ven sông. Thông thường phải mất khoảng 3 hoặc 4 ngày có thể dọn dẹp hết cho một hộ gia đình, một công dân Trác Châu, Hà Bắc cho hay. Mực nước biển ở Trác Châu đã tăng thêm 60 cm. Chúa ơi, hãy nhìn đống bùn này, vết nứt lớn này. Nạn nhân ở Vũ Xương, Hắc Long Giang nói, ngôi nhà đó là của cô ấy, còn ngôi nhà này là của tôi. Chứng minh thư, sổ hộ khẩu của tôi, những thứ này đều nằm dưới đống đổ nát. Một người dân ở Vũ Xương, Hắc Long Giang cho hay, có rất nhiều cát chảy ở đây. Bây giờ vẫn còn nước trong ngôi làng này. Nơi đây từng là đất, hãy nhìn xem cát dày như thế nào. Bây giờ đất toàn là cát, năm nay chắc chắn là một thảm họa tuyệt đối. Nó đã được sinh ra như thế này. Năm sau, đất đai sẽ không dễ trồng trọt. Vẫn còn một số lượng lớn nạn nhân vô gia cư ở Hắc Long Giang và Cát Lâm, nhưng các quan chức đã nghiêm ngặt chặn tin tức về các khu vực xảy ra thảm họa, khiến thế giới bên ngoài khó biết được tình hình thực tế. Vào tối ngày thứ Tư vừa qua, Đài quan sát khí tượng Hắc Long Giang cảnh báo rằng thị trấn Thiết Lý thuộc quyền quản lý của thành phố Nghi Xuân sẽ có lượng mưa 100mm trong vòng 3 giờ, có thể gây ra lũ lụt lở đất và lũ trên núi. Thưa quý vị, bản tin thời tiết Trung Quốc từ ngày 5 tháng 9 đưa tin, ở Quảng Tây sẽ có quá trình mưa từ Bắc xuống Nam, phổ biến có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, mưa to cục bộ, các khu vực nguy hiểm có thể xảy ra như sông Khóa Học. Ngày 4 tháng 9, nhiều nơi ở Quảng Tây có mưa rào và dông, phía Bắc Quảng Tây có mưa lớn, lượng mưa lớn nhất xảy ra ở Hạ Trì, Lạc Thành, Bảo Đàn, Lâm Trường, Tứ Bảo là 165mm. Đài quan sát khí tượng Quảng Tây dự báo, trong 3 ngày tới, Quảng Tây sẽ bắt đầu chế độ mưa nhiều. Ngày 5 tháng 9, mưa chủ yếu rơi ở phía Bắc Quảng Tây từ ngày đến đêm, ngày mai di chuyển xuống phía Nam. Cụ thể, trong ngày 5 tháng 9, Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Trì, Bách Sắc, Hà Châu và các thành phố khác cũng như một số khu vực ở phía Bắc Ngô Châu và Nam Ninh có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có mưa to đến rất to, các khu vực khác nhiều mây, có mưa rào hoặc dông vài nơi, cục bộ có mưa rào. Vào ban đêm, một số khu vực ở Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Trì, Bách Sắc, Lai Bân, Hà Châu, Ngô Châu và các thành phố khác có mưa vừa, mưa to cục bộ đến mưa rất to,
các khu vực khác trong huyện nhiều mây, có mưa rào hoặc dông, mưa to cục bộ. Ngày 6 tháng 9 có mưa vừa đến mưa to cục bộ đến mưa rất to ở một số khu vực Trung và Nam Quảng Tây. Các khu vực khác nhiều mây có mưa rào hoặc dông, có nơi mưa to cục bộ. Ngày 1 có mưa vừa đến mưa to cục bộ đến mưa to ở một số khu vực phía Nam Quảng Tây, có nơi mưa to rào hoặc dông, mưa to cục bộ ở một số khu vực khác thuộc tỉnh Quảng Tây. Cục khí tượng nhắc nhở lượng mưa ở Quảng Tây sẽ tăng lên trong 3 ngày kể từ ngày 5 tháng 9. Người dân cần chú ý an toàn giao thông khi ra đường, không mạo hiểm lội nước khi gặp nước ngập trên đường. Địa phương cần đề phòng mưa lớn cục bộ có thể gây ra các thiên tai thứ cấp như ngập úng đô thị và nông thôn, lũ cuốn chân núi, sạt lở đất, sạt lở đá. Thời gian gần đây, vùng Đông Bắc Trung Quốc có mưa lớn gây lũ lụt ở nhiều vùng đất canh tác và đô thị. Trước tình hình thiên tai phức tạp và nghiêm trọng, tất cả các khu vực của Hắc Long Giang đã ngay lập tức chuyển những người bị ảnh hưởng, đẩy mạnh thoát nước, đẩy nhanh sửa chữa khẩn cấp cơ sở hạ tầng và nỗ lực hết sức để chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Lý Diên Quân, một người dân ở làng Song Phong, thị trấn Chí Quang, thành phố Vũ Xương cho biết: "Tôi đang làm việc trên bờ kè thì nghe thấy tiếng loa trong làng hét lên. Tôi chạy ra ngoài với một mảnh quần áo trên lưng. Đây là lần đầu tiên thấy một lượng nước lớn như vậy. Cán bộ thôn đã sử dụng WeChat, điện thoại và loa để thông báo cho từng hộ gia đình di dời đến khu tái định cư của trường trung học Chan Chen ở thành phố Vũ Xương, tỉnh Hắc Long Giang. Nếu không có phản hồi, cán bộ thôn trực tiếp gõ cửa. Hơn 160 hectare gạo trong gia đình đều bị ngập nước." Lý Diên Quân cho biết hiện tại chính phủ đã cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày và trường trung học Cha Chen cũng cung cấp bộ đồ giường mới tinh cho những người dân tái định cư. Bộ phận kiểm soát đến theo dõi hàng ngày, anh cảm thấy yên tâm hơn. Huyện Diên Thọ ở tỉnh Hắc Long Giang cũng bị lũ lụt tấn công. Tại khu tái định cư của Trung tâm Phúc lợi Toàn diện quận Diên Thọ có tổng cộng 117 giường và hơn 40 người bị ảnh hưởng đang xếp hàng trong nhà ăn để lấy thức ăn. 3 bữa một ngày là khá tốt. Lý Diên Hoa, người có cả gia đình ở khu tái định cư nói rằng các nhân viên cộng đồng đã gõ cửa vào lúc 2 giờ đêm để cho phép sơ tán khẩn cấp. Nhu yếu phẩm cơ bản hàng ngày ở đây có thể đáp ứng nhu cầu hàng ngày. Lý Gia Anh, người phụ trách khu tái định cư cho biết họ cũng cung cấp các thực phẩm như trứng, cải muối và nước khoáng cho những người bị ảnh hưởng, cũng như các nhu yếu phẩm hàng ngày như nước vệ sinh, nhang muỗi và khăn giấy. Theo người có liên quan phụ trách Sở Nội vụ tỉnh Hắc Long Giang, Sở Nội vụ tỉnh Hắc Long Giang đã đưa ra hệ thống báo cáo hàng ngày về tình hình thiên tai và thực hiện cứu trợ tạm thời toàn tỉnh. Hơn 36 triệu nhân dân tệ đã được phân bổ đến các quỹ cứu trợ tạm thời của thị trấn, đồng thời chú trọng đến các nhóm đối tượng đặc biệt như gia đình có thu nhập thấp, hỗ trợ giải rác người trong hoàn cảnh nghèo cùng cực, người già neo đơn, người bệnh nặng, người tàn tật để đối phó với thiên tai lũ lụt này. Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Hắc Long Giang gần đây đã ban hành kế hoạch tự ứng phó và phục hồi sau thảm họa, sau lũ lụt cho sản xuất nông nghiệp và hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa và kiểm soát các bệnh và côn trùng chính sau lũ lụt. Tại một số ngôi làng ở thị trấn Nhất Miên Pha, thành phố Thượng Hải, tỉnh Hắc Long Giang, phóng viên thấy rằng do ảnh hưởng của lũ lụt, nhiều diện tích ngô và lúa bị đổ ngã và các khu vực dọc theo sông An như làng Vạn Sơn, làng Cửu Giang và Thịnh Giang, một ngôi làng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trung tâm Xúc tiến Công nghệ Nông nghiệp thành phố Thượng Hải đã cử các đội dịch vụ công nghệ nông nghiệp đến các thị trấn khác nhau để hướng dẫn kỹ thuật về cứu trợ thiên tai kể từ tuần trước. Vào lúc 21 giờ ngày thứ Bảy tuần trước, tại làng Sa Hồ, thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang, một số cột của đường dây tải điện nông nghiệp 10 kV đã bị lũ đánh sập, nhân viên sửa chữa đã lội nước đến hiện trường. Lũ lụt đã làm nền đất và cát của các cột điện rất mềm. Nếu không được gia cố, các cột điện sẽ bị đổ ngay cả khi chúng đứng thẳng. Trên đoạn trường song của đường Tam Đồ trên quốc lộ, nhiều mặt đường bị lũ cuốn trôi, một số khu vực cũng bị sạt lở. Lạc Hải Sinh, một nhân viên của trạm Tiết Tương thuộc Văn phòng Quản lý Bảo trì Đường Cao Tốc của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cục Lâm nghiệp Hắc Long Giang, Đại Hải Lâm cho biết, sau khi nhận được lệnh sửa chữa khẩn cấp, anh và nhân viên cứu hộ đã sử dụng xe tải lớn để lấp đầy lòng đường trong đêm bằng đá. Sóng nước rất cao, mép đường có thể sập xuống bất cứ lúc nào, một chiếc xe chở đá cũng có thể bị xô xuống và biến mất. Hiện tại, trọng tâm công việc đã chuyển sang giai đoạn phục hồi và tái thiết sau thiên tai tại các khu vực bị lũ lụt ở Đông Bắc Trung Quốc. Trung tâm Tài nguyên nước và Thủy văn tỉnh Hắc Long Giang cho biết, vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 9, ba con sông là sông Ngô Bách Nhật, sông Tùng Hoa và sông Mộc Linh đã vượt mức cảnh báo và các hồ chứa báo cáo lũ lụt ở toàn tỉnh đều ở dưới mực nước giới hạn lũ. Tại Cục Lâm nghiệp Đại Hải Lâm, nơi bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi thiên tai, những cư dân được tái định cư và chuyển đi đã lần lượt trở về nhà. Khu vực địa phương cũng đã bắt đầu công việc khử trùng và nạo vét.
bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn trước đó, Cục Lâm nghiệp Đại Hải Lâm ở thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang đã phải hứng chịu lũ lụt và nhiều con sông trong khu vực lâm nghiệp bị vỡ. Tại nông trường Tề Phong, nơi bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi thiên tai, các sĩ quan và binh lính của Sư đoàn Quân sự Mậu Đơn Giang đã vào nhà của những người dân bị ảnh hưởng để giúp họ dọn dẹp bùn đất. Triệu Liên Bác, Bí thư chi bộ nông trường Tề Phong thuộc Cục Lâm nghiệp Đại Hải Lâm cho biết, bây giờ bước đầu tiên là phải đẩy mạnh việc nạo vét đối với những người không thể ở tạm trong nhà của họ. Lâm trường sẽ giúp điều phối và sắp xếp chỗ ở. Khối lượng công việc nạo vét đặc biệt nặng nề, nhất là không gian nhà dân nhỏ hẹp, khó dọn dẹp, công việc nạo vét sẽ mất khoảng 1 tuần mới cơ bản hoàn thành. Ngoài ra, địa phương cũng đã tiến hành công tác chống dịch bệnh, điều động máy bay không người lái, tập trung vào phòng chống lăn trên không quy mô lớn và loại bỏ các khu vực ven sông và các khu vực không có người ở thiên tai, đồng thời tăng cường tuyên truyền về sức khỏe và kiến thức phòng tránh dịch bệnh của người dân. Hơn 10.200 quân nhân dự bị chống lũ và chuyển người vật tư ra khỏi vùng có thể bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Gần đây, lưu vực sông Hắc Long Giang có mưa liên tục. Thượng nguồn nước Nga đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, gây ra trận lũ lớn nhất ở Hắc Long Giang kể từ năm 1984. Hợp lưu của sông Hắc Long Giang với sông Tùng Hoa và đoạn sông Đồng Giang đã vượt quá mực nước cao nhất trong lịch sử. Tại khu vực Ekun thuộc thị trấn Tam Thôn của đập Đồng Phủ, các sĩ quan và binh sĩ của Trung đoàn Pháo phòng không thuộc Sư đoàn Bộ binh dự bị của quân khu tỉnh Hắc Long Giang đã củng cố và xây dựng một con đê phụ thứ 3 ở ngoại vi của một vùng đất nông nghiệp. Vào sáng ngày 4 tháng 9, tại đoạn sông Liên Hoa của đê Đồng Phủ, nơi có tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất, Mã Tuyết Nghĩa, chính ủy quân khu tỉnh Hắc Long Giang, người đang kiểm tra công tác kiểm soát lũ lụt quân đội cho biết, quân khu Hắc Long Giang đang tập trung lực lượng lớn vào những đoạn nguy hiểm và yếu, liên tục đóng cọc gỗ, đắp bao cát, gia cố bờ kè, tăng cường kiểm tra bờ kè, kịp thời loại bỏ những mối nguy hiểm như đường ống và đê tràn, triển khai thuyền xung kích và xuồng cao su trong khu vực nguy hiểm, bảo đảm ứng cứu nhanh nhất khi gặp nguy hiểm. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hắc Long Giang cho rằng, với sự chấp thuận của chính quyền tỉnh, trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh đã quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2 của tỉnh Hắc Long Giang và thực hiện các hành động tương ứng từ 0 giờ ngày 4 tháng 9. Kể từ sau mùa lũ, trên địa bàn tỉnh thường xuyên xảy ra mưa lớn với tổng số 981 trận mưa, trong đó có 407 trận mưa với lượng mưa vượt quá 400mm, 74 trận có lượng mưa vượt quá 500mm và 7 trận có lượng mưa vượt 600mm. Trong đó, từ một tuần qua có 365 đợt mưa dông xối xả, đồng thời các khu vực mưa tương đối tập trung và Cáp Nhĩ Tân, TT Cáp Nhĩ, Đại Khánh, Nghi Xuân, Giai Mộc Tư, Nghi Xuân và những nơi khác liên tiếp có mưa lớn. Chịu ảnh hưởng của mưa, mực nước các sông chính tiếp tục ở mức cao, 32 tuyến sông trong tỉnh đã xảy ra lũ, 8 trạm thủy văn lần đầu tiên xuất hiện lũ kể từ khi thành lập. Do lượng mưa liên tục nên hồ có lượng nước đổ về lớn, tích nước tăng, trong số 110 hồ chứa lớn vừa có nhiệm vụ điều tiết lũ trên địa bàn tỉnh, có 40 hồ đang vận hành vượt mức nước giới hạn lũ, hiện đang xả lũ theo phương án điều độ. Trong một số con sông lớn, dòng chính của sông Nộn Giang, hồ Kumotun đã trải qua trận lũ 30 năm mới có một lần. Hiện tại, toàn bộ đoạn sông bên dưới hồ Komotun ở huyện Nội Giang đã vượt có mực nước cảnh báo. Hồ chứa đã tăng lưu lượng xả lúc 11 giờ ngày 3 tháng 9 là 5.500 m3 mỗi giây. Dự kiến đoạn sông dưới hồ sẽ vượt có mực nước cảnh báo từ 0,6 đến 1,55 m. Trạm kế hầu của nhánh sông Khả Lộc có đỉnh lũ vào ngày 4 tháng 9, mực nước là 100,3 m, cao hơn mức cảnh báo 2,3 m và tốc độ dòng chảy là 1.000 m3 mỗi giây. Đây là trận lũ thứ 3 kể từ khi trạm được thành lập vào năm 1952. Trên dòng chính Hắc Long Giang, hiện tại đỉnh lũ thứ 3 đang tiến đến Huma, đoạn sông bên dưới Huma đang có xu hướng tăng, vượt mức nước cảnh báo từ 0,35 đến 1,92 m. Theo phân tích của Cục Thủy văn về lượng nước đến của thượng nguồn Hắc Long Giang và phụ lưu của nó, sông Yeji dự kiến đoạn từ Hắc Hà đến Thông Giang sẽ trải qua lũ lụt 10 năm có một lần. Và đoạn từ Tống Giang đến Phúc Nguyên sẽ hứng chịu lũ lụt tương đương với cường độ năm 1984, trận lũ lụt lớn nhất ở Hắc Long Giang kể từ năm 1984. Hiện tại, dòng chính của sông Tùng Hoa đang có xu hướng tăng chậm, dự kiến đoạn Cáp Nhĩ Tân sẽ vượt mực nước cảnh báo sau 2 ngày. Bị ảnh hưởng bởi lượng nước đổ về từ các nhánh của sông Như An và sông Mậu Đơn Giang, dự kiến hồ Giai Mộc Tư và hồ Phú Sĩ sẽ đạt đỉnh lũ từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 6 tháng 9 và mực nước sẽ gần với mức cảnh báo. Bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, TT Cáp Nhĩ, Đại Khánh, Tuy Hóa, Hắc Hà và những nơi khác ở tỉnh Hắc Long Giang gần đây đã phải hứng chịu lũ lụt ở các mức độ khác nhau, với 2.363.300 người bị ảnh hưởng và 53.889 người phải di rời khẩn cấp.
27.890 ngôi nhà bị sập và hư hỏng, 304 con đường bị gián đoạn, 1.885 công trình thủy lợi bị hư hỏng, 355 tuyến đê bao dài 129,83 km bị hư hỏng, 275 kè bị hư hỏng, 394 cống bị hỏng, 141 hồ đập bị hư hỏng. Thiên tai do lũ lụt đã gây ra tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,964 tỷ nhân dân tệ, bao gồm 6,36 tỷ nhân dân tệ cho nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, 360 triệu nhân dân tệ cho giao thông công nghiệp và 607 triệu nhân dân tệ cho các cơ sở bảo tồn nước. Để đảm bảo tốt công tác phòng chống thiên tai lũ lụt có hiệu quả, có trật tự hơn, phải đảm bảo an toàn phòng chống lũ các con sông lớn, hồ chứa lớn và vừa, các đô thị lớn và vừa, các trục giao thông huyết mạch, an toàn cuộc sống của người dân. Để đảm bảo an toàn của tỉnh trong lũ lụt và giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt, với sự đồng ý của chính quyền tỉnh, trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ An Hán của tỉnh đã quyết định khởi động tỉnh Hắc Long Giang từ 0 giờ ngày 4 tháng 9 ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 2 và thực hiện hành động tương ứng. Hôm 4 tháng 9, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh đã ban hành một thông báo khẩn cấp yêu cầu trụ sở phòng chống lũ lụt của các thành phố ngay lập tức tiến hành ứng phó cấp 2 và có thể tuyên bố rằng khu vực đã bước vào giai đoạn kiểm soát lũ khẩn cấp theo tình hình thực tế. Các đồng chí chuyên trách tổ chức chỉ huy phòng chống lụt bão chủ trì hội ý, bố trí cụ thể cho công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, điều động các công trình thủy lợi, phòng chống lụt bão theo thẩm quyền, tổ chức kiểm tra kè, bảo vệ kè theo phương án và khống chế kịp thời mối nguy hiểm. Người đứng đầu tổ chức chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp, thủ tướng các đơn vị thành viên trong vùng bị thiên tai phải đến địa bàn phụ trách để tổ chức chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn theo nhiệm vụ của mình. Trụ sở phòng chống lũ lụt của từng thành phố có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác chống lũ lụt và tìm kiếm cứu nạn cho cấp ủy địa phương, lãnh đạo chính quyền và trụ sở chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán cấp tỉnh. Các đơn vị thành viên của trụ sở kiểm soát lũ lụt của thành phố sẽ hợp tác đầy đủ trong công tác kiểm soát lũ lụt. Sau trận động đất ở Tứ Xuyên, một trận động đất mạnh khác đã xảy ra ở Thanh Hải, một tỉnh khác của Trung Quốc, cường độ của trận động đất lên tới 6,9 độ Richter. Tỉnh Thanh Hải nằm trên cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng tiếp giáp với Tây Tạng, được bao bọc bởi những ngọn núi cao. Khu vực này dân cư tương đối thưa thớt. Thành phố quan trọng nhất ở tâm trấn là Ngọc Thụy, nơi sinh sống của 100.000 người. Truyền thông Trung Quốc đưa tin sáng ngày 6 tháng 9 chỉ ra rằng nhiều ngôi nhà của người dân được phát hiện đã bị sập, khiến hàng trăm người chết, người bị thương nhiều vô kể. Joris Juberman, một phóng viên ở Thượng Hải đã phỏng vấn những nhân chứng đầu tiên. Các quan chức địa phương đã được liên lạc qua điện thoại di động. Họ mô tả cảnh tượng khủng khiếp cho các phóng viên. Họ nói rằng gần như tất cả các tòa nhà cao tầng đều sập đổ. Những người sống sót chạy ra ngoài tòa nhà, nhiều ngôi nhà trong khu vực được xây bằng gỗ và gạch bùn và các tòa nhà có tường dày khác có thể đã phong tỏa cư dân. Một trận động đất nông cường độ 7,1 độ Richter cũng xảy ra tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc khiến nhiều người thiệt mạng và nhiều người bị chôn vùi. Cảnh sát vũ trang địa phương và quân đội giải phóng nhân dân đang tiến hành các hoạt động cứu hộ. Nhưng người ta tin rằng con số thương vong sẽ tăng lên. CCTV đưa tin, trận động đất xảy ra cách huyện Ngọc Thụy, khu tự trị dân tộc Tạng Ngọc Thụy, tỉnh Thanh Hải, khoảng 30 km vào lúc 7 giờ 49 phút ngày 6 tháng 9, tâm chấn ở tọa độ 96,7 độ Kinh Đông và 33,1 độ Vĩ Bắc. Do động đất nông gần mặt đất nên sẽ có tác động lớn hơn đến các tòa nhà. Trận động đất mạnh 8 độ Richter ở Vân Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên năm 2008 khiến khoảng 70.000 người thiệt mạng và cũng là một trận động đất nông. Khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận động đất là thị trấn Giới Cổ, nơi 90% nhà cửa cùng các công trình dân dụng bị đổ sập, phần đỉnh của ngôi chùa cũng bị đổ sập. CCTV dẫn lời các chuyên gia cho biết, do trận động đất xảy ra trước 8 giờ, nên vào khoảng 6 giờ theo giờ địa phương, nhiều người vẫn đang ngủ và người ta ước tính rằng thương vong là nghiêm trọng. Những cư dân thoát chết trong gang tấc đổ ra đường và tập trung xung quanh đống đổ nát, trong khi học sinh được sơ tán đến sân chơi. Báo cáo của CCTV cũng chỉ ra rằng đã có một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter trước trận động đất mạnh 7,1 độ Richter và không biết liệu người dân có được cảnh báo hay không. Và có một dư chấn 4,8 độ Richter đã xảy ra ngay sau trận động đất. Trận động đất được cảm nhận rõ ràng ở Siku và Bạch Ngọc ở tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên. Nhưng Cục Địa chấn Tứ Xuyên dự đoán trận động đất sẽ không gây ra thảm họa lớn cho các khu vực lân cận. Hiện tại có ít nhất 400 người thiệt mạng và hơn 10.000 người bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra ở khu vực biên giới Tây Tạng ở Ngọc Thụy, Thanh Hải vào sáng ngày 6 tháng 9. Cường độ của trận động đất lên tới 6,9 độ Richter, sau đó được các quan chức Trung Quốc sửa lại thành 7,1 độ Richter.
Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch khẩn cấp cấp 1, phân bổ 100.000 nhân dân tệ trong quỹ cứu trợ thiên tai và 500 lều. Tuy nhiên, dư chấn cục bộ liên tục và gió mạnh đã khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, chúng tôi không có thêm thông tin nào về địa điểm động đất và chính quyền Trung Quốc lo ngại rằng cư dân ở những vùng xa xôi nhất sẽ không có nơi nào để ẩn náu. Nhiệt độ địa phương đã giảm xuống dưới 0 độ C. Các nhân chứng khác cho biết bệnh viện địa phương cũng đã bị sập. Động đất thường xuyên xảy ra trên cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng và trước trận động đất hôm nay đã có một trận động đất nhỏ vào đêm thứ ba. Thưa quý vị, mực nước của hơn 60 con sông lớn ở một số tỉnh miền Nam Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo nghiêm trọng. Bộ Dân Chính hôm thứ Hai xác nhận 33 người được biết đã chết và 15 người mất tích. Kể từ 2 tuần qua, mưa lớn đã xảy ra ở các vùng Tây Nam Trung Quốc và Giang Nam, gây lũ lụt, sạt lở đất và mưa đá ở An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu và các tỉnh khác với 9,564 triệu người bị ảnh hưởng. Hồ Nam là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt, sông Tương Giang ở Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam vượt mức nước cảnh báo, lũ tràn vào đường phố, làm hư hỏng các phương tiện và bật gốc nhiều cây lớn. Kể từ giữa tháng trước, tỉnh Hồ Nam liên tục hứng chịu những trận mưa xối xả. Vào thời điểm tồi tệ nhất, lượng mưa tích lũy ở Cao Đài và Tương Đàn của Hồ Nam lên tới 420-486mm. Sông suối ở Hồ Nam dâng cao, một số đập bị vỡ khiến nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai phải sơ tán khẩn cấp. Ngoài Hồ Nam, 48 thành phố và 238 quận thuộc 8 tỉnh nói trên đã bị lũ lụt, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 18,89 tỷ nhân dân tệ. Tình trạng lũ lụt vẫn tiếp diễn ở miền Nam Trung Quốc, trong khi miền Bắc Trung Quốc đã bước vào giai đoạn quan trọng của việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán. Do miền Bắc liên tục thiếu mưa kể từ đầu mùa xuân, nên nhiều khu vực bị nắng nóng thiêu đốt, một số khu vực xảy ra hạn hán nghiêm trọng. Được biết, khu vực Bắc Kinh, Hà Bắc, Hà Nam và các tỉnh phía Bắc khác đã trải qua nắng nóng từ tuần trước, nhiệt độ nhiều nơi lên tới 40 độ vào thứ Hai. Các thành phố ở Thiểm Tây đã ban hành cảnh báo nắng nóng và nhiệt độ dự kiến sẽ tăng lên 35 độ trong 3 ngày tới. Tại Bắc Kinh, nhiều người dân tránh ra ngoài vào cuối tuần để tránh nóng. Tại Nội Mông, hàng trăm cảnh sát vũ trang Trung Quốc đang chữa cháy từ Mông Cổ, vốn lan rất nhanh do không khí khô và gió mạnh. Được biết, đám cháy bùng phát ở Mông Cổ tiếp cận Trung Quốc vào cuối tuần trước, sau đó lan sang Colombia, Trung Quốc, đe dọa trực tiếp đến tài nguyên rừng và đồng cỏ của Trung Quốc. Đến tối thứ Hai, theo giờ địa phương, đám cháy ở Mông Cổ vẫn tiếp tục lan rộng. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng lâm nghiệp thuộc cảnh sát vũ trang Trung Quốc vẫn đang nỗ lực dập lửa. Quý vị thân mến, mưa lớn ở Bắc Kinh và những nơi khác đã gây ra thảm họa, khủng hoảng khí hậu ngày càng gia tăng, cần phải tăng cường nhận thức phòng chống thiên tai. Thiệt hại do mưa xối xả ở miền Bắc Trung Quốc do cơn bão số 5 gây ra tiếp tục lan rộng. Trong 3 ngày, lượng mưa tích lũy tại một số khu vực của Bắc Kinh đã vượt qua kỷ lục mưa bão vào tháng 7 năm 2021, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Tính đến nay, Bắc Kinh đã báo cáo 11 người chết và 13 người mất tích, trong khi tỉnh Hà Bắc lân cận báo 9 người chết và 6 người mất tích. Con số này có thể sẽ tiếp tục tăng. Tây Bắc Thái Bình Dương luôn là vùng nước ấm sinh ra bão, nhiệt độ nước biển cao và độ đứt gió thấp khiến nơi đây trở thành khu vực đại dương tạo ra số lượng xoáy thuận nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tên của cơn bão số 5 do Hàn Quốc cung cấp và cái tên ban đầu có nghĩa là một loại kền kền. Bão số 5 thực sự là một cơn bão có tác động mạnh và nguy cơ thiệt hại cao từ Nam chí Bắc đã mang đến thời tiết thảm khốc cho Trung Quốc. Sau khi mạnh lên thành siêu bão, bão số 5 duy trì cường độ tương đối mạnh và đổ bộ vào Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến như một cơn bão mạnh. Khi gió mùa do cơn bão mang theo vào bờ, mưa bão lớn đến mưa bão cực lớn đã xảy ra dọc theo bờ biển của tỉnh Phúc Kiến từ Trương Châu đến Ninh Đức. Trong số đó, lượng mưa hàng ngày ở Phù Điền và Phúc Châu đã phá kỷ lục lịch sử, khiến 2,66 triệu người ở Phúc Kiến bị ảnh hưởng. Lở đất và lũ trên núi xảy ra ở thành phố Nam An cạnh Tuyền Châu. Cùng lúc đó, mưa lớn đổ xuống quận Phụ Dương, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, nơi bị hệ thống bão quét qua khiến 5 người chết và 3 người mất tích. Khi bão số 5 di chuyển về phía Bắc, một lượng lớn hơi nước gió mùa Tây Nam đã bị hút đến Bắc Trung Quốc. Lúc này, cơn bão số 6 mới hình thành trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, đóng vai trò bơm hơi nước ở Thái Bình Dương vào đất liền. Sau khi hơi nước đến vùng núi gần Bắc Kinh, nó không thể tiếp tục di chuyển về phía Bắc do các yếu tố địa hình dẫn đến mưa lớn. Tương tự, khả năng vận chuyển hơi nước của các cơn bão nhiệt đới đóng một vai trò quan trọng trong trận mưa lớn và lũ lụt, khiến hàng trăm người thiệt mạng ở tỉnh Hà Nam vào tháng 7 năm 2021.
so với phản ứng chậm chạp, thậm chí là lơ là nhiệm vụ của chính quyền Hà Nam vào năm 2021. Lần này Bắc Kinh, Hà Bắc và những nơi khác đã dự báo trước về trận mưa xối xả sẽ phá kỷ lục lịch sử, đồng thời cũng lo lắng đưa ra cảnh báo về thiên tai địa chất như lũ lụt và lở đất. Tuy nhiên, thảm họa khí hậu thực tế đã vượt quá mong đợi của nhiều người và sự chuẩn bị của chính phủ. Trong 4 ngày, mưa lớn xối xả xảy ra từ Bắc Kinh đến phía Bắc Hà Nam. Trong số đó, lượng mưa tích lũy gần 1.000mm được ghi nhận tại khu vực miền núi Lâm Thành của Hà Bắc. Điều này có nghĩa là trong vòng 72 giờ, lượng mưa đạt khoảng một nửa lượng mưa hàng năm ở khu vực đô thị của Hồng Kông. Thông tin liên lạc tại các làng và thị trấn Thần Sơn ở các quận Môn Đầu Câu và Phong Sơn ở phía tây Bắc Kinh đã bị cắt sau sáng thứ hai. Và dữ liệu về lượng mưa ở khu vực này vẫn chưa được xác định. Đồng thời, lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt lịch sử ở sông Vĩnh Định, sông Đa Xi và các con sông khác ở Bắc Kinh. Thành phố Môn Đầu Câu nằm ở cửa sông Vĩnh Định, ảnh hưởng nghiêm trọng. Thành phố từng bị ngập lụt, nguồn cung cấp nước bị gián đoạn và một số lượng lớn ô tô bị cuốn trôi, với lượng mưa dần ngừng lại. Hà Bắc và Thiên Tân nằm ở hạ lưu sông đang phải đối mặt với áp lực kiểm soát lũ rất lớn. Theo các báo cáo, mưa lớn đã khiến 540.000 người ở tỉnh Hà Bắc bị ảnh hưởng và 840.000 cư dân đã được chuyển đi. Hình thức cập nhật thông tin cứu hộ cá nhân theo thời gian thực trên Internet cho thấy, cư dân của nhiều ngôi làng và thị trấn trong núi sâu tạm thời chưa di rời ra ngoài. Hào Nam, người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ Thông tin Thiên tai Trắc Minh, một tổ chức phi chính phủ ở Trung Quốc đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tạp chí Nhà Từ Thiện Trung Quốc rằng thảm họa này rất có thể sẽ vượt qua trận lũ lụt Hà Nam vào tháng 7 năm 2021. Ông tin rằng đội cứu hộ xã hội lần này đã chuẩn bị kỹ lưỡng và hệ thống khí tượng cũng đã dự đoán chính xác quá trình xảy ra thảm họa. Nhưng sự hợp tác của công chúng chưa tốt, nhận thức và công tác phòng tránh nguy hiểm của công chúng chưa đúng chỗ, mặc dù lượng mưa lớn từ Nam chí Bắc có cơn bão này mang lại có liên quan đến một hoàn cảnh cụ thể, nhưng đây là một tình huống cực đoan hiếm thấy trong lịch sử. Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia đã cảnh báo rằng nước ấm hơn sẽ tăng cường các cơn bão nhiệt đới, mang lại nhiều hơi ẩm hơn cho chúng khi bão số 5 đổ bộ Biển Đông ghi nhận nhiệt độ nước biển là 31 độ C. Vừa qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng trong khi biến đổi khí hậu là hiển nhiên, chúng ta vẫn có thể ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra. Ông kêu gọi tất cả các quốc gia hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng vào giữa thế kỷ, đồng thời kêu gọi tăng cường đầu tư toàn cầu vào thích ứng với khí hậu để bảo vệ hàng triệu người khỏi tác động của biến đổi khí hậu. Sáng ngày 6 tháng 9, Nội Giang trong vòng 1 giờ đã xảy ra 3 trận động đất. Cư dân mạng địa phương đưa tin động đất là điều hiển nhiên. Mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định rằng vào lúc 10 giờ 39 phút ngày 6 tháng 9, một trận động đất mạnh 4,0 độ Richter đã xảy ra tại quận Thế Trung, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, tâm chấn ở tọa độ 29,58 độ vĩ Bắc, 104,87 độ kinh Đông với độ sâu tiêu cự 10 km. Mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định rằng vào lúc 9 giờ 52 phút sáng ngày 6 tháng 9, một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Tử Trung, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, tâm chấn ở tọa độ 29,6 độ vĩ Bắc, 104,88 độ kinh Đông với độ sâu tiêu cự 10 km. Vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, một trận động đất 3,4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Tử Trung, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, với độ sâu tiêu 10 km, tâm chấn ở tọa độ 29,58 độ vĩ Bắc và 104,85 độ kinh Đông. Các chấn động được cảm nhận ở các mức độ khác nhau dọc theo các tuyến đường sắt và một số nhà ga ở tỉnh Tứ Xuyên. Để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển hành khách, bộ phận đường sắt đã nhanh chóng đưa ra kế hoạch khẩn cấp chặn các tuyến giữa ga Bắc Tử Trung của đường sắt liên thành phố Thành Đô, Trùng Khánh và ga Bắc Nội Giang và đường sắt cao tốc liên mục ga Đông Nội Giang đến trạm Tử Cống, kiểm tra toàn diện thiết bị lái xe và kiểm tra rủi ro an ninh. Thông tấn xã Trung Quốc Thành Đô ngày 6 tháng 9 đưa tin, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên đã trải qua nhiều trận động đất trong vòng 2 giờ vào sáng ngày 6 tháng 9. Tính đến thời điểm báo chí khu vực địa phương vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về tình hình thiên tai hoặc thương vong và công tác điều tra sau trận động đất đang được tiến hành. Theo đo lường chính thức của mạng động đất Trung Quốc, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 9, một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Tử Trung, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, với độ sâu tiêu cự 10 km.
Đến lúc 9 giờ 52 phút, một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter khác đã xảy ra ở huyện Từ Trung, thành phố Nội Giang, tỉnh Từ Xuyên, với độ sâu tiêu cự 10 km. Trận động đất được cảm nhận ở Lạc Sơn, Tử Cống, Nghi Tân và những nơi khác. Lần đầu tiên có rung lắc, sau đó có cảm giác rung lắc lên xuống. Một cư dân mạng Nội Giang cho biết trên một mạng xã hội trực tuyến. Sau trận động đất, văn phòng trụ sở cứu trợ động đất thành phố Nội Giang đã ngay lập tức gửi video đến nhiều nơi để tìm hiểu về thảm họa động đất và ứng phó khẩn cấp, đồng thời cử một nhóm công tác đến tâm chấn. Chưa nhận được báo cáo thảm họa hoặc báo cáo thương vong và cuộc điều tra sau trận động đất đang được tiến hành. Theo danh mục báo cáo nhanh của mạng lưới động đất Trung Quốc, tổng cộng có 307 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên xảy ra trong phạm vi 200 km xung quanh tâm chấn của trận động đất 4 độ ở Nội Giang trong 5 năm qua. Các trận động đất lớn nhất là trận động đất 6,0 độ Richter xảy ra ở huyện Lục Tiên, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 16 tháng 9 năm 2021 và trận động đất 6,0 độ Richter đã xảy ra ở huyện Trường Ninh, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 17 tháng 6 năm 2019. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 9, văn phòng khẩn cấp của thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, một trận động đất mạnh 4,4 độ Richter đã xảy ra ở huyện Tự Trị Mộ, Giang Hàn, khiến gạch và tường rơi ra để lộ các vết nứt ở một số thị trấn. Hiện tại chưa có báo cáo về thương vong. Sau trận động đất, Đảng ủy và chính quyền huyện Mộ Giang đã nhanh chóng triển khai ứng phó khẩn cấp và thực hiện công tác cứu trợ thiên tai và thảm họa hạt nhân tại chỗ. Những người đứng đầu các bộ phận liên quan như Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Cục Nội vụ, Cục Xây dựng và Nhà ở, Cục Động đất đã nhanh chóng đến thị trấn Vân Vũ và thị trấn Tân Giang ở Trấn Thành. Cục Động đất giám sát động đất đã được tăng cường, các bộ phận dân sự cũng đã làm tốt công việc cất giữ lều và vật tư. Hiện tại chưa có báo cáo về thương vong, trật tự sản xuất và sinh hoạt tại vùng tâm chấn ổn định, thiệt hại do thiên tai đang được xác minh thêm. Thưa quý vị, vào chiều ngày thứ ba vừa qua, thời tiết đối lưu mạnh như lốc xoáy, mưa đá và mưa lớn ngắn ngày đã xảy ra ở khu vực Thiết Lĩnh. Radar thời tiết cho thấy tiếng vang mạnh đi vào thị trấn Kim Câu Tử ở phía tây bắc thành phố Khai Nguyên Tử. Huyện Thiết Lĩnh, Trường Đồ di chuyển về phía đông nam đến vùng lân cận thành phố Khai Nguyên, đi qua phố Hình Khải, khu phát triển kinh tế Khai Nguyên và tiếp tục đi về phía nam. Đài quan sát khí tượng quốc gia của thành phố Khai Nguyên đã quan sát thấy một cơn lốc xoáy ở thành phố Khai Nguyên từ 17h25 phút đến 18h37 phút. Tốc độ gió tức thời tối đa do trạm thời tiết đo được là 23,0 m/s, tương đương cấp 9. Sau thiên tai, thành phố Khai Nguyên ngay lập tức đưa ra kế hoạch ứng phó khẩn cấp cấp 2 và các đội cấp cứu, cứu hỏa, cảnh sát vũ trang, an ninh công cộng, kiểm soát giao thông, y tế và các đội cứu hỏa khác đã tham gia cứu hộ. Tỉnh Liêu Ninh khẩn cấp triển khai ứng phó khẩn cấp 4 cấp với thiên tai, phân bổ 500 giường gấp, 3.200 chăn bông, 1.600 áo khoác bông, 500 bộ đồng phục ngụy trang và các vật liệu khác để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cơ bản của các nạn nhân. Chính quyền thành phố Khai Nguyên đã thành lập trụ sở phòng chống thiên tai và thành lập 10 đội tìm kiếm cứu nạn tại chỗ, điều trị vết thương, kiểm tra thiên tai, sửa chữa điện và ổn định xã hội với tổng số hơn 800 người được điều động. Lốc xoáy ở Liêu Ninh, Trung Quốc tấn công đã khiến 6 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 190 người. Một cơn lốc xoáy bất ngờ quét qua thành phố Khai Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc vào thứ Tư. Theo thống kê, đã có 6 người thiệt mạng và 190 người bị thương. CCTV chính thức của Trung Quốc báo cáo rằng cơn lốc xoáy đã làm hư hại gần 3.600 ngôi nhà và ảnh hưởng đến 9.900 người ở Khai Nguyên. Theo một đoạn video được Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đăng trên tài khoản Weibo chính thức, hàng chục tòa nhà đã bị san phẳng trong khu phát triển kinh tế Khai Nguyên, khu vực hiếm khi xảy ra lốc xoáy. Tân Hoa Xã đưa tin hôm thứ Tư rằng tốc độ gió gần cơn lốc xoáy lên tới 23 m/s, tương đương cấp 9. Các nhà khí tượng học của chính phủ cho rằng hiện tượng thời tiết cực đoan này có liên quan đến biến đổi khí hậu. Cục Khí tượng Trung Quốc đã chỉ ra trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng lũ lụt và hạn hán đã xảy ra ở một số vùng của Trung Quốc trong năm nay. 40 trạm thời tiết đã ghi nhận nhiệt độ cao lịch sử và một số khu vực đã bị phá kỷ lục về lượng mưa.
Từ góc độ của bối cảnh khí hậu chung, khi khí hậu toàn cầu ấm lên, các hiện tượng nhiệt độ cao ngày càng nhiều và thường xuyên hơn, đồng thời cường độ của nhiệt độ cao sớm cũng ngày càng tăng. Biến đổi khí hậu có thể gây ra nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn. Thưa quý vị, thành phố Khai Nguyên, phía Bắc, tỉnh Liêu Ninh vào khoảng 5 giờ 15 phút chiều ngày 5 tháng 9. Một cơn lốc xoáy mạnh hiếm có trong thế kỷ đã hoành hành trên các cánh đồng, đường xá và khu dân cư trong 15 phút, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, hơn 170 người bị thương và hơn 210 người bị mắc kẹt, nhiều nhà cửa bị hư hỏng, hệ thống điện, thông tin liên lạc bị hư hỏng, thiệt hại cụ thể đang được thống kê. Cơn lốc xoáy được hình thành cũng ở thị trấn Kim Câu Tử, thành phố Khai Nguyên. Đám mây hình phễu dày bao phủ một khu vực rộng, đường kính của cơn lốc xoáy lên tới hàng chục mét. Nó di chuyển về phía nam từ thị trấn Kim Câu Tử và đi qua đường Hình Khải và khu phát triển kinh tế Khai Nguyên. Trong khoảng 10 km đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đi đến đâu cũng có gió giật cấp 9 với tốc độ hơn 80 km/h. Ô tô, biển quảng cáo, mái tre bị lật, cột điện, đèn đường lần lượt ngã đổ cũng bị thổi bay tới mảnh vỡ và các mảnh vỡ đã bay khắp bầu trời. Ngoài ra, miền Nam cũng bị ảnh hưởng bởi bão số 6 cấp bão nhiệt đới đổ bộ vào bờ biển thị trấn He Le, thành phố Vạn Ninh, tỉnh Hải Nam lúc 0 giờ 45 phút ngày 5 tháng 9, trở thành cơn bão thứ tư đổ bộ Trung Quốc trong năm nay. Bị ảnh hưởng bởi điều này, nhiều chuyến tàu và chuyến bay đến và đi từ đảo Hải Nam đã từng bị hủy bỏ. Nhiều thành phố và quận như Đông Phương, Lang Thủy, Ngũ Chỉ Sơn và Đan Châu đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu da cam. Bị ảnh hưởng bởi vùng ngoại vi của bão số 6, hầu hết các khu vực ở Quảng Đông đều có mưa vừa đến mưa to và mưa cục bộ vào ngày 5 tháng 9. Thưa quý vị, gần đây, lốc xoáy đã bước vào thời kỳ xuất hiện cao. Theo bản tin của CCTV, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 6 tháng 9, một cơn lốc xoáy nữa đã xảy ra tại thị trấn Kim Tử Câu, thành phố Khai Nguyên, Thiết Lĩnh, Liêu Ninh và những ngôi nhà ở các làng lân cận bị hư hại. Theo thống kê sơ bộ, đã có hơn 70 hộ dân bị ảnh hưởng và hơn 200 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Hiện các nạn nhân đang được chuyển đi, hơn chục người bị thương đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Một số chuyến tàu cao tốc địa phương đã bị đình chỉ do lốc xoáy. Trước đó vào khoảng 13 giờ, một cơn lốc xoáy đã xảy ra tại thành phố Phúc Tân, Liêu Ninh. Về vấn đề này, Thái Quỷ Chi, kỹ sư cao cấp tại phòng thí nghiệm mở chính nghiên cứu xoáy lạnh Đông Bắc cho biết, đồng bằng Đông Bắc và đồng bằng Hoa Bắc tương đối bằng phẳng và thuộc vùng ôn đới, không khí lạnh và ấm thường gặp nhau ở đây và mạnh mẽ, dễ xảy ra hiện tượng thời tiết đối lưu. Hàng năm ở vùng Đông Bắc xảy ra khoảng 3-4 cơn lốc xoáy, trong đó Liêu Ninh trung bình 1-2 cơn mỗi năm, thường xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 8. Các trường hợp thiên tai nghiêm trọng hơn trong lịch sử bao gồm trận lốc xoáy ở thành phố Bá Châu, tỉnh Hà Bắc năm 1969 khiến 98 người thiệt mạng, trận lốc xoáy ở thành phố Hải Luân, tỉnh Hắc Long Giang năm 1987 khiến 12 người thiệt mạng và trận lốc xoáy ở tỉnh Liêu Ninh năm 2019, cơn lốc xoáy ở thành phố Hara đã giết chết 7 người. Thái Quỷ Chi cho biết, những cơn lốc xoáy gây ra thảm họa nghiêm trọng này có một điểm chung, đó là chúng đều xảy ra dưới nền một cơn lốc lạnh. Các điều kiện môi trường dưới nền tảng của dòng xoáy lạnh nói chung là thuận lợi ngoại trừ độ ẩm ở mức thấp tương đối, bất lợi và độ cao ngưng tụ cao. Ví dụ, trước cơn lốc xoáy ở Khai Nguyên, Liêu Ninh, do lượng mưa được tạo ra nguyên bản và các khu vực xung quanh, điều này nhanh chóng cải thiện điều kiện độ ẩm, do đó hình thành một cơn lốc xoáy mạnh, Thái Quỷ Chi cho biết. Trước đó, một cơn lốc xoáy mạnh ở Khai Nguyên, Liêu Ninh cuối cùng đã giết chết 7 người, làm bị thương hơn 190 người, ảnh hưởng đến hơn 9.900 người và làm hư hại một số lượng lớn cơ sở hạ tầng, gây ra tác động nghiêm trọng về kinh tế và xã hội. Trên thực tế, các chuyên gia đã gặp một số khó khăn trong việc đánh giá mức độ của lốc xoáy do cường độ của lốc xoáy thay đổi quá trình di chuyển và đường đi của nó đi qua các làng mạc, khu đô thị đông dân cư, nhà cao tầng, khu công nghiệp với tổng chiều dài khoảng 14 km. Nên làm thế nào để nhận định cấp độ lốc xoáy mạnh nhất là khi nào đặc biệt quan trọng và cũng rất khó khăn. Cuối cùng, các chuyên gia đã tiến hành khảo sát tại chỗ dọc theo đường đi của cơn lốc xoáy và phát hiện ra giữa khu công nghiệp có một tòa nhà 2 tầng kết cấu khung bê tông cốt thép đã bị san bằng. Trận lốc xoáy đạt cường độ mạnh nhất tại đây và cường độ của nó được xác định là cấp cường độ lốc xoáy Trung Quốc cấp 4 tương đương EF4.
Các nghiên cứu hiện tại đã phát hiện ra rằng số lượng cơn lốc xoáy ở Liêu Ninh có mối tương quan thuận với số ngày của cơn lốc lạnh. Và cơn lốc lạnh càng mạnh thì khoảng cách giữa tâm cơn lốc lạnh và cơn lốc sẽ càng xa. Dưới nền của lốc xoáy, các thông số môi trường nhiệt và động lực học của cơn lốc xoáy Liêu Ninh và cơn lốc xoáy nhiệt đới tương đối khác nhau. Khảo sát thực địa và mô hình số, một số tiến bộ đã đạt được trong nghiên cứu lốc xoáy. Ví dụ, năm ngoái, phòng thí nghiệm đã phát triển một sản phẩm dự báo lưới điện thông minh cho tiềm năng lốc xoáy.